Hello xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh Phong MMO. Thì hôm nay mình uh, sẽ hướng dẫn cho anh em uh, cái claim airdrop uh, miễn phí anh em nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái claim là cái đồng Shot, token Shot anh em nha. Ok. Thì uh, hiện tại ha, cái uh, mình có search trên cái PuCoin uh, ha thì hiện tại cái uh, Shot là có cái con thuộc hệ Solana Classic ha. Hiện tại giá của nó là đang là Uh, 37 đô, anh em nha, 37 đô, thấy là nó đã sợ trên cái bu coi này rồi ha, nó khá là cao. Rồi, thì anh em để cờ lên miễn phí cái đồng này ha, thì anh em sẽ xuống phòng mô tả video, kích vào cái link mình có để dưới phần mô tả video ha. Ừ. Ok, thì uh, anh em sẽ copy cái link này nè anh em vào cái phần Google Chrome anh em dán vào đó thì đó nó sẽ có cái dịch ra tiếng Việt cho mình luôn ha sau đó anh em sẽ dán cái địa chỉ ví BNB à, BSC của mình vào ở đây ha sau đó mình bấm liên kết đó thì anh em vào có thể là anh em xài cái ví chết chẳng hạn đó sau đó anh em vào smart chain nè rồi bấm chữ nhận ha bấm sao chép cho mình đó sau đó anh em dán vào, anh em dán vào, sau đó anh em bấm liên kết một phát, ha, thì uh, nó sẽ uh, uh, nhận về cho anh em là uh, cái đồng uh, sốt miễn phí hoàn toàn anh em nha, đó, ok, thì khi anh em liên kết cái địa chỉ ví thì anh em sẽ nhận được là 200 trăm anh em nha, đó, ok, thì nó khi anh em bấm liên kết thì nó sẽ nhảy vào cái màn hình uh, của cái trang web uh, shop đây, đó đây à, nó nhảy vào cái bảng điều khiển luôn ha. thì anh em nhớ là anh em bấm vào cái dấu ba chấm, anh em bấm vào thêm vào màn hình. À, sau đó anh em bấm thêm để lưu vào cái trang ở desktop để anh em sau này à, dễ quản lý hơn anh em nha. đó. thì đây là một cái giao diện của một cái ví sót anh em nha. Ừ. thì à, anh em sẽ kéo xuống phía dưới này nè. À, thì anh em sẽ hiện tại là nó có chương trình pre sale nha. để tham gia solana à, classic Pre-Sale thì hãy gửi BNB À, thì minh gửi là 0.01 đến 50 bnb ha đến địa chỉ resell bên dưới đó thì anh em sẽ được có thể là mua được anh em nha nhập số lượng cần mua nè đó thực sự như mình nhập là 0.01 nè thì bấm uh, tiếp tục vô anh em uh, nha em, anh, em, anh em nào muốn mua thì bấm vào đây hả ngoài ra thì anh em uh, ở phía dưới này là có cái liên kết giới thiệu ha anh em sao chép cái liên kết lên đó, liên kết này để anh em đi giới thiệu bạn bè ha đó thì mỗi lần giới thiệu bạn bè thì anh em sẽ được nhận là 200 sóc nha. Đó. Thì cái này nó không được gian lận anh em nha. Anh em chỉ lấy một tài khoản một người thôi. Đó anh em không được tự ghép nha. Rồi. Ok. Như vậy nha anh em. Rồi đây anh em có thể là tham gia kênh Telegram của nó ha. Đó. Đó anh em join vào cái kênh Telegram của nó. Để anh em theo dõi cái tình hình của dự án ha. Đó, anh em vào Twitter của nó nè. Đó, anh em bấm à, theo dõi này Thấy Đó, đó là Solana Classic ha. 2023 người theo dõi rồi nè. Đó anh em nha. Thì video đến đây xin kết thúc rồi nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh, cũng như là bấm nút like ủng hộ video mình ha. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.